Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin hôm nay của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ cập nhật được cho mình những thông tin hữu ích nhất. Hãy nhấn like để ủng hộ cho chúng tôi và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ thông tin nào quý vị nha. Sau đây là những nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Mỗi trưởng lòng bị dân tình bắt bài, chỉ để ý đến hậu hoàng mà bất công với năm chị em còn lại. Vài ngày sau khi sau nhập ngũ năm 2020 phát sóng tập cuối, đời các đồng đội và dàn mỹ nhân xã ánh xong, mỗi trưởng Long mới chiều lòng nhân tình bằng việc đăng tải hình ảnh mới nhất. Anh cũng chọn bức ảnh này làm ảnh bìa cho trang cá nhân của mình như một dấu mốc kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Trong ảnh, mỗi trưởng đứng đầu và do đó, kế bên chính là đồng chí Thúy Hậu, người nhỏ con nhất nên luôn được chọn đứng đầu tiên khi cả mỗi xếp hạng tập trung. Đây có lẽ là hình ảnh vai kề vai hiếm hoi của mỗi trưởng Long và Hậu Hoàng, đặc biệt là còn do chính anh chàng đăng tải. Caption đơn giản không thể gắn gọn hơn, bức ảnh cũng là một cả mũi chứ không phải chỉ riêng cặp đôi hậu hoàng và mũi trưởng long. Nhưng dân tình chỉ xăm soi kịch liệt để rồi đưa ra một kết luận. Đồng chí Long chọn tấm ảnh mà chọn mỗi đồng chí hậu đẹp, các bạn khác bị dìm hết. Đặc biệt là Khánh Vân được netizen đòi công bằng vì bị dìm nhiều nhất trong ảnh. Không biết khi đồng chí Vân nhìn thấy tấm ảnh này rồi có phản ứng như thế nào đây? sau nhập ngũ hậu hoàng tự nguyện đẩy thuyền với mũi trưởng long sau lầm sầm đã có vợ con tiết lộ lý do khiến fan rần rần mũi trưởng long đang nhận được sự yêu mến của khán giả khi xuất hiện trong chương trình sau nhập ngũ để hướng dẫn sáu nữ nghệ sĩ tham gia chương trình chuyện nổi tiếng bất ngờ cộng thêm việc fan đẩy thuyền cùng hậu hoàng đã khiến đời tư anh chàng bị ảnh hưởng rất lớn sau thời gian im lặng mũi trưởng long cũng đã lên tiếng thừa nhận từng có vợ con nhưng đã ly hôn ngay sau đó phía ekip chương trình cũng đã lên tiếng thừa nhận lỗi sai vì đã cố tình thêm tình tiết để đẩy thuyền cho cả hai đáp lại những tâm tình của ekip hậu hoàng cũng nhanh chóng bày tỏ cảm nhận về việc ekip lẫn khán giả đẩy thuyền với mũi trưởng long nữ youtuber cho biết Ban đầu cô cũng khá bất ngờ về việc đẩy thuyền. Hậu Hoàng cho rằng cô và mũi trưởng Long giống hai thằng bạn hơn. Tuy nhiên sau khi các tập lên sóng, Hậu Hoàng đã bắt đầu cảm nhận được lý do vì sao mà nhiều người đẩy thuyền nhiều đến vậy. Cô nàng tiết lộ đã nhận được rất nhiều tin nhắn của các cô chú lớn tuổi, cho rằng khi xem cả hai trong chương trình họ thấy một phần thanh xuân của họ, giúp mọi người có thêm niềm tin trong tình yêu. Bên cạnh đó, Hậu Hoàng cũng cho rằng không phải ekip sau nhập ngũ cố tình gắn ghép tạo hiệu ứng đẩy thuyền cho cả hai mà thật tâm các anh chị trong đội ngũ chương trình cũng rất muốn cô và Mũi Trưởng Long thành một đôi ở ngoài đời thực Cuối cùng Hậu Hoàng tuyên bố sẽ tự đẩy thuyền với Mũi Trưởng Long để đáp lại tình cảm mà mọi người đã dành cho mình Bồi hồi vì tập 15 sau nhập ngũ kết thúc Hậu Hoàng và Khánh Vân bắt xe vào đơn vị thăm các đồng đội. Trong tập 15 sau nhập ngũ năm 2020 phát sóng vừa qua, khán giả đã được chứng kiến chặng đường hành quân nhiều gian nan, thử thách của các cô gái. Trên đoạn đường đó, thứ giúp họ đi đến đường cùng không phải là đôi chân nữa, mà là ý chí kiên định, vững chãi và sự quyết tâm cực kỳ lớn để vượt qua mọi đau đớn thể xác. Khi hoàn thành một chặng đường dài, Khánh Vân chia sẻ, tôi cũng không hiểu vì sao tôi có thể lết được về đây. Tôi thấy thương bộ đội mình quá, ăn một bữa ăn thôi cũng không được đàng hoàng tử tế vừa nói khánh vân vừa khóc nấc lên vì xúc động nàng trà long cũng gửi lời cảm ơn đến những người đồng đội dù sức khỏe cô yếu nhưng chưa bao giờ bỏ rơi cô trên suốt đoạn đường hành quân chính bởi nhờ những nhiệm vụ như thế này đây mà cả sáu đồng chí chiến sĩ mới cùng mỗi trưởng và những chiến sĩ cũ đã có thể trở thành những người bạn tốt thật sự dù rằng họ chỉ mới quen biết được vài ngày sau khi chuyến nhập ngũ kết thúc Khánh Vân và Hậu Hoàng cùng các chị em trở về nhà nhưng vẫn giữ mối quan hệ cực tốt với những người đồng đội trong đơn vị. Theo Khánh Vân từng chia sẻ, họ thậm chí còn có rất chát chung để cùng chia sẻ những điều vui vẻ, thú vị gặp mỗi ngày. Trở lại với sau nhập ngũ năm 2020 tập 15, Khánh Vân và Hậu Hoàng sau khi xem lại tập hành quân gian khổ này đã cảm thấy rất nhớ những đồng chí chiến sĩ từng chiến đấu cùng mình. Vậy nên hai cô nàng chẳng cần suy nghĩ nhiều, cứ thế mà bắt xe đi thẳng vào trong quân đội để tạo thành chiến thăm bất ngờ cho đơn vị. Hậu Hoàng chế lời cháu lên ba thành cháu lên 25, tả đủ hết hội chị em bạn gì mà lại thiếu đúng mũi trưởng lòng. Suốt hai ngày qua, việc mũi trưởng Long của chương trình sau nhập ngũ công khai từng ly hôn và có con trai 4 tuổi khiến cộng đồng mạng một phen ngỡ ngàng. Tuy nhiên, nhiều người lại lo lắng cho số phận của Thuyền Long và Hậu liệu có bị lật vì chuyện tình cảm cá nhân. Chính vì thế, từng động thái của Hậu Hoàng hay mũi trưởng Long đều nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Mới đây trên Instagram cá nhân, hậu hoàng bất ngờ đăng tải đoạn clip đàn ca cùng cô chị Dương Hoàng Yến với trang phục quân nhân, cả hai dành món quà đặc biệt cho hội chị em của chương trình Sao Nhập Ngũ và chế lời cực lầy ca khúc Cháu lên ba. Trên dòng trạng thái, hậu hoàng cũng tăng đầy đủ các chị em của Sao Nhập Ngũ như Nam Thư, Diệu Nhi, Dương Hoàng Yến, Kỳ Duyên, Khánh Vân và trình bày câu chuyện cháu 25 cháu đi nhập ngũ. Từng lời trong ca khúc Cháu lên ba được Từng lời trong ca khúc cháu lên ba đều được cô nàng chế lời lầy lợi để miêu tả tính cách của họ chị em. Thế nhưng, nhân vật được quan tâm nhất là mũi trưởng long thì lại hoàn toàn biến mất. Dẫu vậy, các fan của cặp đôi hậu hoàng và mũi trưởng long đừng vội quá buồn. Bởi trên dòng trạng thái, cô nàng còn thả thính về việc sẽ còn tôn ra ca khúc về nhập ngủ. Sau tập phát sóng cuối cùng, biết đâu đây sẽ là món quà đặc biệt mà hậu hoàng muốn dành tặng cho mũi trưởng long thì sao? Trước đó, giữa ồn ào chuyện tình cảm cá nhân của mỗi trưởng long trên trang fanpage của sau nhập ngủ, hậu hoàng cũng có động thái phản hồi về sự việc cụ thể cô nàng cho biết ban đầu lúc mới trói lên thuyền thì em cũng bất ngờ với hoang mang thật tự nhiên hai thằng bạn mà đẩy thuyền gì nhưng xem qua các tập dần dần cũng thấy khá là đáng yêu nên hiểu được phần nào lý do chương trình ship chúng em rồi đọc được các tin nhắn của các bác các cô cảm ơn hậu và long vì nhìn hai đứa thấy thanh xuân sống lại tuổi trẻ rồi giúp mọi người có lại niềm tin trong tình yêu truyền được năng lượng tích cực đến cho mọi người như vậy chính em cũng vui lắm ạ à. Các anh editor cũng vẫn nhắn tin là mong hai đứa đến được với nhau. Anh thấy hai đứa dễ thương lắm, nên em cũng thấy mọi người trong ekip cũng thích bọn em rất chân thành. Rất mong bọn em thành đôi chứ không phải cố tình tạo hiệu ứng câu la like gì. Cảm ơn chương trình đã lên một bài xin lỗi như vậy, nhưng không sao đâu ạ. À. Cởi trói rồi em vẫn nằm vùng trên thuyền hóng hớt ạ. À. Bị nghi ngờ ghép ảnh giả trân cùng mũi trưởng Long Hậu Hoàng tung ngay bằng chứng khẳng định ảnh truy 100% sau nhập ngũ vừa lên sóng tập cuối vào ngày 21 tháng 3 vừa qua, kết thúc hành trình dài 4 tháng phát sóng. Bên cạnh những bài đăng dài cảm ơn chương trình cùng đồng đội, Hậu Hoàng mới đây đã thực hiện lời hứa cùng các fan, đăng ảnh cùng mũi trưởng Long khi show kết thúc. Bài đăng của Hậu Hoàng với hai bức ảnh cùng mũi trưởng Long nhanh chóng đạt số like khủng chỉ sau vài giờ đăng tải, được fan rầm rộ chia sẻ vì quá đáng yêu. Trong số đó, bức ảnh đầu tiên bị fan nghi ngờ là sản phẩm Photoshop của Hậu Hoàng, cũng ở khoảnh khắc tánh nhạc chế chân không chạm đất, cười khá tươi và dáng đứng chuẩn. Trước thắc mắc của các fan, Hậu Hoàng đã tu ngay bằng chứng là khoảnh khắc chứng minh đây là ảnh truy 100%. Trong clip Hậu Hoàng phải cố gắng canh dáng chuẩn, bật nhảy cao để ra bức ảnh đáng yêu thế này. Mũi trưởng lông cũng phối hợp ăn ý cùng thánh nhạc chế khi cô vừa bật lên. Đồng chí Quảng Bá Sơn sau nhập ngũ 2020 tiết lộ, mũi trưởng Long không cho đăng hình với Hậu Hoàng. Sau khi dàn mỹ nhân sau nhập ngũ 2020 lần lượt chia sẻ cảm xúc khi tập cuối của chương trình lên sóng, đến lượt đồng chí Quảng Bá Sơn, giáo viên dạy hát của các cô gái xả ảnh để nói lời chia tay chương trình. Không giống như mũi trưởng Long là người trực tiếp chỉ huy cả mũi một, nơi sáu mỹ nhân đóng đô. Đồng chí Quảng Bá Sơn chỉ xuất hiện trong một nhiệm vụ là dạy hát ca khúc của đơn vị. Tuy nhiên, nhờ có vẻ điển trai cùng phản ứng hóa học hài hước với Diệu Nhi, anh chàng đã được chân tình xếp nhiệt liệt với Thánh Lầy. Trong loạt ảnh được đồng chí Quảng Bá Sơn đăng tải trên trang cá nhân, anh chàng thì ăn mặc giản dị, khi thì khoác lên mình bộ quân phục màu xanh đặc trưng. Anh bày tỏ cảm xúc. Cuối cùng thì chương trình kết thúc rồi. Cảm ơn những người đồng đội của tôi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chương trình và mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ sau nhập ngũ của năm sau nữa. Tuy nhiên, một vài thánh soi đã tinh ý phát hiện trong loạt ảnh này là không có bóng dáng của hậu hoàng. Vì vậy, có khá nhiều người để lại bình luận thắc mắc vì sao đồng chí Sơn lại kỳ thị đồng chí Thúy Hậu như vậy. Đáp trả thắc mắc của netizen, đồng chí Sơn hài hước tiết lộ. Ảnh với đồng chí Hậu thì anh Long chưa cho đăng mọi người nhé. Comment của đồng chí Sơn lại một lần nữa khiến chiếm hạm Long và Hậu dông bườm ra khơi. Đây cũng là chiếc thuyền được dân mạng ủng hộ nhiệt liệt nhất xuyên suốt thời gian chương trình phát sóng. Trong số những người chiến sĩ, đồng đội đã cùng ăn cùng ngủ, cùng trải qua những khó khăn trong hành trình 7 ngày với các cô gái, thì còn duy nhất mũi trưởng Long chưa bày tỏ cảm xúc cũng như xả ảnh. Mặc cho người hâm mộ liên tục kêu gào suốt nhiều ngày qua, rất nhiều bình luận không khỏi thắc mắc, mỗi trưởng lông định ém hàng luôn hay đợi một khoảnh khắc nào đó, không ai ngờ đến đánh úp đây. Mà khác, sau nhập ngũ 2020 đã kết thúc phát sóng, nhưng hành trình của chương trình vẫn chưa chính thức dừng lại.